bắt đầu. Xin chào bác, em đang thiết kế cho một em khách quen. Em đặt cái sập neo lên sân khấu này. Đây, chỗ này em thái 4 củ, chỗ này là một lạng 9. Em đã thái 2 củ rồi, còn 2 củ nữa đây. Em mới thái vào cái thân trước đây. Dâu nhặt riêng ra. Đó dịp sâm đen em đã sơ chế sạch rồi. Em thái nó này. Cho nhìn nào, rất cực già. Đó, cái bưu sâm ấy. Bưu sâm này thường là khoảng 5 đến 6 năm thì bắt đầu nó nuôi dưỡng sâm rừng này, nó nuôi dưỡng tầm 5 đến 6 năm bắt đầu mọc, sẽ mọc đốt đó nha. Mọc đốt bắt đầu tiếp theo là cái năm tiếp theo sẽ mọc đốt. Sâm rừng này các bác điều tra cho có những củ sâm nó đến 2 đến 3 năm mới mọc đốt, chứ không nhất thiết là một mắt một đốt đâu các bạn, là tùy vào cái địa lý, cái thời tiết. Các bạn nhìn này, củi già. Đó. Đầu về củ sâm nó sẽ lon hơn một chút, còn đầu càng về dưới nó sẽ càng già, càng thẫm, sẫm đậm đen. Đó. Ra thường tính của tính tuổi sâm bằng đốt mắt, nhưng mà nhiều khi tính đốt mắt cũng chưa phải là chuẩn hết đâu nha, vì nhiều thì có những củ mà nó đến 2-3 tuổi mới mọc một đốt cơ đó. Nhưng mà nhiều khi tính tuổi sâm thì mình cứ nhân đôi lên là trung tính trung bình, có những củ là 35 một đốt, có những củ 15 một đốt, có những củ 25, thì mình tính trung bình 25 một đốt. Ăn rất hoa nó cũng vậy đó nha. Có dòng sâm tiếp trúc này, vì nếu mà trồng ấy, thì nếu mà mình sâm trồng thì đều thì nó sẽ 15 một đốt đều, còn đâu sâm rừng thì nó phát triển chậm hơn. Đó, các bạn nhìn này, các bạn nhìn nó rất là nhỏ, có những chỗ nó phát triển nhỏ, chỗ nó phình to. Sâm rừng thì nó thường là cái hình dáng củ nó không đồng đều như vậy. Đó, mình thái lát mỏng này, mình thái lát mỏng ra. Tại tiện đây củ này dài hơn này, củ này lâu năm hơn này. Đó. Phần trên nó nhỏ hơn này là mình thái dễ hơn, càng về dưới nó sẽ càng già. Đó. Thơm các bạn nhé, mình thái tươi này thôi nhưng mà rất là thơm. Mình thường là mình nhổ xong là mình khai thác xong là mình phải chuyển về mình sơ chế bên nhà luôn cho nó tươi, để lâu nó sẽ làm một cái héo củ, nó sẽ giảm bớt một cái dược chất. Và các bác mua phải những cái sâm mà ủ lại, người ta dâm lại thì nó sẽ bị mất đi bớt đấy. Đó nhìn này, của điểm việc của cô gia đình này, thấy chưa, tì thật mạnh. Mới nhìn sẵn có gì này, của sẫm này, cực kỳ sẫm già. Đó, càng về cuối nó càng về nó càng già. Như vậy nhìn là nó thẫm này, sẫm tím thẫm này. Ăn cái những cái đoạn quần cuối này nó càng đắng và càng hậu đó nhá, nó già mà. Đây các bạn nhìn cái bưu sâm này. Đói. Bưu sâm cực kỳ già. Là đĩa có trông sâm nó trông ngay gần một lạng chín thôi nha, đã mình thái hết ra sẽ đầy đầy một cái đĩa, gần một đầy một đĩa nhỏ. Đó. Đây sẽ cho vào lọ luôn, cho để lọ này lọ nửa lít đó nha, lọ 500ml. Cho hết vào luôn. Để vào đây, củ này của thả hết cho vào luôn. Nhặt hết rồi. Để vào đây. Đó. Em sẽ đổ một đống đá lên vào luôn các bạn nhé, đổ ngập hết một đống đá lên vào.
hay mình có thể ngâm được bằng 3 tuần, mình ngâm để cho ngâm sâm nó ngấu vào mật ong thì nó sẽ ra mùi rất là thơm và nó quyện vào. Thực ra các bác dùng luôn cho em được, nhưng mà mình em muốn là để các bác dùng có thưởng thức cái vị sâm và mật ong quyện vào, cái mùi nó rất là dễ chịu, nó thơm. Nó thơm rất là dễ chịu ạ. Đó. Em sẽ đổ ngập hết sâm để cho sâm nó ngấu đều. Đó. Đấy chưa? Đấy các bạn. Em đã thiết kế xong cái lọ sâm đen Hoàng Liên Sơn. Xong rồi em thích quen này. Đây là mình đem một là chỗ này là một lọ chín các bác nhá. Một lọ chín ngâm được này. Đó, tùy là các bác thích khẩu vị, mình ngâm có thể đặc hơn thì mình có thể ngâm được lượng nhiều hơn. Đây thì mình ngâm độ khoảng vài ngày thì nó ngót, nó sẽ ngấu, nó ngót bớt đi. Thì mình nhìn nó rõ và sâm màu sâm lên rất là đẹp. Đấy. Bác nào cần cái sâm đen Hoàng Liên Sơn này để bổ bổ một loại sâm nào được kỳ danh là vị vua của rừng già, các bác có thể alo cho em được thân giãn nhé. Em chào các bác.